số lớn mở, cắt con số nhỏ mà thôi. Wow, tôi nghĩ khoảng chừng 4 triệu rưỡi, 5 triệu. Nhưng ngân hàng đã chào mua chiếc cặp số 14. Ngân hàng gia đình chào mua chiếc cặp số 14 giai đoạn này là 6.200.000 đồng. Chấp nhận hay không chấp nhận? Dạ, em không chấp nhận. Không chấp nhận. Chỉ cần hai cặp nữa thôi được mở ra, ngân hàng sẽ chào giá. Quan trọng là số càng nhỏ, giá trị sẽ được tăng lên càng cao. Dạ, em xin mở cặp số 23 ạ. Khán giả ngồi ở vị trí 23, tự giới thiệu và dự đoán chiếc cặp số 23. Em tên là Tú Trinh, em xin đoán cặp số 23 là 3 triệu đồng. Bạn Trinh thân mến, trong giai đoạn đầu tiên này, bạn đoán đúng sẽ là người được số tiền thưởng cao nhất, 1.200.000 đồng. Chúng tôi xin mời bạn Anh Thư cặp 23 từ từ mở. 25 triệu đồng. Rất tiếc cho bạn Thư. Và như vậy bạn Thanh Thảo sẽ tiếp tục lựa chọn một cặp nữa. Em xin mở cặp số 25 ạ. Xin mời vị trí, tiếp tục khán giả may mắn dự đoán. Em tên là Kim Phụng, em xin dự đoán cặp 25 là 20 triệu đồng. Kim Phụng đoán cặp 25 là 20 triệu. Nếu bạn đoán đúng, tiền thưởng dành cho bạn giai đoạn này sẽ là 1 triệu đồng. Phương Ngân chuẩn bị. 500.000 đồng thôi. Thưa quý vị, kịch tính đã tăng nhanh khi con số 25 triệu vừa biến mất khỏi bảng điện tử của chúng tôi. Như vậy, khoảng cách bây giờ là 100 triệu và 20 triệu. Ngân hàng chào giá. Tôi nghĩ đây là con số chào giá tương đối đẹp. Alo, chương trình ạ. Xin cảm ơn. Ngân hàng gia đình chào mua chiếc cặp số 14 giai đoạn này là 7.900.000 đồng. Chấp nhận hay không chấp nhận? Dạ, em không chấp nhận ạ. Một cặp nữa thôi, hãy lựa chọn và ngân hàng chào giá. Lễ, xe nhường thảo mở cặp số mấy? Mở cặp số 19 nha. Dạ, em mở cặp số 19 ạ. Xin mời vị trí 19 dự đoán. Tôi tên là Hoàng Thục, tôi xin dự đoán cái cặp số 19 là 250.000. Bạn tên là Hoàng Thục. Dạ. Bạn đoán cặp 19 là 250.000. Nếu bạn đoán đúng, tiền thưởng dành cho bạn sẽ là 800.000. Bạn Thục nha. Cặp 19 sẵn sàng, xin mời Mỹ Loan chuẩn bị. Nào, có ai ngờ nó là con số to nhất, con số 100 triệu đồng. Wow. Xin được hỏi rằng 10 năm tình bạn có bị rạn nứt gì con số 100 triệu được mở ra không? Bạn Lễ, bạn nói đi. Thảo nói à. Thảo nói đi Thảo. Lễ chịu tội rồi đó. Dạ, em nghĩ 100 triệu đồng không mua được một tình bạn đâu à. Vâng. Cho một tràng pháo tay nồng nhiệt. Bạn hãy tự tin và nghe ngân hàng chào giá ngay sau đây. Nếu bạn giữ được con số 19 một đợt này nữa thôi thì bạn biết con số nó sẽ ấm áp vô cùng. Ai mà biết được. Và chính vì thế cho nên nó mới gọi là sự lựa chọn chấp nhận và không chấp nhận của đi tìm ẩn số. Anh ơi, chúng tôi nghe. Thêm được không? Vâng, xin cảm ơn. Ngân hàng gia đình chào mua chiếc cặp số 14 giai đoạn này là 2.600.000 đồng.